6. 6 toán tiếng Việt. Lớp 8. Để tính hết giá trị của bên này nhé. Chính là 1/3 xong xin 2 8 chữ 4/4 1 chữ bình phương. Bắt đầu đặt các câu hỏi. Chính tức là bằng 2, có ô là bằng 2, ô là bằng 2. Này trừ đi thành trừ 4. Người tính quá mất 20 điểm. Tóm lại nó là cái gì kia. Bù lại bằng phần khác. Này
si ko abi mong hangat adi dia mesti ni mat này chiếu của B là D. Rồi mình hành A, B, C, D. Có A D 70 độ này. A, B, 2, D. H là hình chiếu của B đây là D. Hình chiếu của B đây là D. Lúc này 70, lúc này 20. Trung điểm của CD tính số đo góc M C liên quan gì tính. Anh chưa biết tám rồi. Đi chỉ sai mà mình bao cái nào có biết tám hay không chứ? Đồng trên hai x. Tính trừ ra hơi mất thời gian. Xuyến nhá, hỏi anh là anh tạo mã trường cho hôm qua một đứa chi vòng 7 à? Không. Chiều hỏi trường cho em, hỏi trường. Em hỏi em biết được không? Hà tạo. Mà không thấy cô nói gì, nhờ cô Hà cô tạo. Trường khác nó sao tạo được?
mai nó còn cái mã kia đấy mà không biết này. Nhảy số thì ấn là nó bị nhảy số nổi mất cầu. Hai x cộng 11 cộng với này cộng 19 thì bằng 192. 3 x cộng 30 192.
62 bằng 54. Nhắm cái gì? Thỉnh thoảng tính nhầm nó buồn cười. Số không có A B C. Mì A. Thôi nó còn quần áo không? Chưa cất rồi cho tôi đấy. Thuộc cạnh AB, B thuộc cạnh AC, cho E, M song với AC, M B song với AB, I là xung đột với AB, 180 độ. Còn dư 9 à?
chị vừa có mẹ bốn bình tới giờ 50 luôn thôi, chẳng thiếu tí nào. Cái này là giá trị lớn nhất biểu thức đấy, thực ra trong những biểu thức này, cái này là bằng 13. Phương cộng ấy bốn x bình phương cộng phần hai và cộng một hai một phần tư cộng một phần mười sáu tức là trừ đi một phần bốn trừ năm cái đấy đồng thời bằng 0 x cộng 3y bằng 6 2y trừ y bằng 5 bình phương cộng y bình phương thôi, 100 và số chẵn liên tiếp. Chín ok với tên là 5 5 là cộng 1 trừ thì 4 nhân 5 là cộng 1
chủ quan. A bằng 3C thì A bằng 3C thì A bằng 135, A bằng B, B bằng 135. Chia hết mà nó còn không. Chứ nhầm nó cái số nào, đánh sai mất mấy câu. Rồi tóm lại là câu này chưa xảy ra, mời bạn đọc làm tiếp, mệt rồi xin nghỉ thôi. Số nào mà chia hết cho 11 và chỉ số như 11 thì nó chỉ có thể là 132, 132 được, 343.